gì. Để nhìn cái đó. Đi vô. Đang. Nhìn ra. Ôi giời ơi. Chào chị. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Đây là. Thôi để ngoài đây đi. Để chị cắt cho. Vừa tối tối. Đây là gạo của bạn em ở Thanh Hóa gửi tặng chị mà chị cũng không cần phải tên. Còn quần áo là bạn em ở Thanh Hóa cho luôn. Thế là chị có lời cảm ơn các em. Thế là cô đến gia đình hoàn cảnh khó khăn được các em giúp ủng hộ cho chị mà tặng quà cho chị rất cảm ơn các em rất nhiều. Đây nhé. Là quần áo là các chị gửi, còn là quần áo con nít ở nhà đâu còn một vì để ghê, nhưng mà nhà chị cái đó là không mà vừa nên là để cho những cái đứa nào mà người ta không có cũng biết được đó, con 3-4 năm tuổi đấy. Rồi. Nhà chị còn là bé lớn. Lớn rồi, 13 tuổi rồi, gái ở nhà. Đứa bé này thì cũng lớn quá rồi. Lớn quá. Thế bây giờ quần của chỗ này vừa ăn á. Hôm nay bọn em là coi như là người ta thì có kinh phí, người ta cho bọn em thì có công. Rồi. Đây hai đứa là coi như là cũng nhiệt tình bãi dọn sân lên đây để đi vào với em đấy. Vì đang không phải là một mình nhà chị. Vâng ạ. Mà đang còn những mấy nhà nữa cơ. Ba nhà nữa cơ. Rồi bọn em còn đi ba nhà nữa. Thế bây giờ đây là chị Sắc là cũng có gửi chị ít quà. Mà chị Sắc ở thành phố Thanh Hóa nhá. Chị cũng có gửi chị mấy ít quà đây. Và còn quần áo là bạn em ở thành phố hôm gửi đây. Quần áo với gạo. Rồi. Thế là có cái che chùm rồi mà các bác các em chứ là chị rất chi là phấn khởi rất nhiều. Xem vào là xem nhà này. Ôi rồi ôi đó. Thì cái nhà này. Nhưng mà cái cảm động ở nhà ấy thế mà vẫn đang thờ bác Hồ đây này. Đó, nhưng mà nay là coi như là hôm trước là thiện nguyện xanh lên là cho tiền mua bạt thì đi nước đây này. Đó. Này bắt hương thì bắt luôn. Thì không biết đâu. Đó. Trời ơi, chèo cái này mày mà không ngã. Ai chèo à? Sao chị không mượn người? Có mỗi một tí ở đây đâu mà. Đây này. Đó nhìn cái chỗ kia là mỗi cái lúc mà gió cứ tưởng tượng nó bay. Trời ơi, nhiều khi nản cũng sợ, em sợ buồn chú Hiếu ạ. Ôi, chú con chúa có cắm không? Không, việc chiến hiển không mà. Chụp con. Nhìn cái chỗ kia này. Đụng phát đổ luôn. Là cái lúc nào trên đất như thế này à? Thôi không cần gì đâu, em hỏi thế này. Cứ mỗi lần mà đi ra chợ thì ai like đi? Đi bộ đấy thôi, gặp người thì xin đi gì nhờ. Thế là không gặp thì cố tình đi bộ từ nhà ra đi. Cố tình không biết đi hay là không biết đi xe? Không biết đi xe có nhưng mà không biết đi. À xe đạp đó, thì xe đạp tầm gì nữa cho gì? Rồi. Xe đạp không biết đi. Xe đạp không biết đi, cả không cần biết cả giặc. À, không biết dắt nè, nó có biết chữ không? Không. Không biết chữ. Không biết cả đọc. Không biết chữ không biết đọc. Phải nhờ người ta biết hộ, kiểu là vô xã là có việc nào cũng phải nhờ người ta biết thôi. Có học mộ. Đúng chữ, như người ta bảo là 10 năm lớp 1 cũng không cả biết. Khổ vậy. Cả nhà chỉ hơi tạm tạm được là con gái thôi. À. Con gái đã học đến lớp 6 rồi. Đến lớp 6 rồi, cho là năm nay học cũng thấy phấn khởi rồi đấy. Ừ. Đấy. Không biết đi xe đạp. Không biết đi xe đạp. Chứ đi mồ cũng túc tắc đi mồ. Đi bộ lại khỏe đấy chị ạ. Trời, người ta không khỏe thì cũng phải đi thì biết rằng được. Chối nước rồi còn phải đi gánh xa lắm. Đi không có được. Đi gánh về nữa. À. Nhà này chưa bao giờ thấy cái nhà nào bây giờ mà như thế này đấy. Đây hôm vừa rồi hội thiện nguyện xanh cho tiền bắt đầu mới mua bạt răng hết xung quanh đằng sau kìa. Hôm trước là còn hở cơ. Răng hết lại rồi. Đấy thôi đi, ta rồi, xin rồi, chị ta đi. Vâng. Chị ơi, em đi nhá. Chúc chị có sức khỏe nha. Rồi là sắp tới rồi làm ăn chân không khá nên đỡ bị khổ thôi nha. Rồi thôi được rồi, cố gắng lên thì nha. Bạn em đi đây. Ai hỏi là chứ hôm nay không đi làm, hôm nay đang Thank you.
Hôm nay ông đang đi tìm nó. Ông gọi điện lên đi ai? Ông cũng biết gọi điện à? Ông thờ giờ đã. Ôi giời. Ông ơi. Cháu chào ông ạ. Hôm nay là bạn cháu là ở thành phố này gửi cho ông miếng gạo này. Cháu gạo nhé. Dạ. Cảm ơn. Còn đây là ở chờ bên cái câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh mà hôm trước mà tặng cho ông cái chăn đấy. À. Hôm nay gửi tặng ông bộ quần áo cơm lê. Cảm ơn. À. Và bạn cháu này cũng có một món quà tặng ông. Bạn cháu là Thục Lê ở Thọ Xuân nhá. Cảm ơn. Ồ, chưa nữa à. À, ông mặc thử bộ cơm lê đi cho cháu. Cởi áo nó ra cháu xem có vừa không? Phải mặc ngay lập tức. Không khác. Không, ông cởi áo nó ra. Ông phải mặc luôn cho các cháu coi chứ. Quá đẹp được rồi luôn. Cháu biếu ông đi qua để mừng tuổi ông, mừng tuổi ông vào Tết, ông chúc Tết nhá. Dạ. Ông mở túi đi. Vâng, cảm ơn. Ui, ông mở túi đi. Rồi, ông mở vào. Đây. Ông mở tay lại. Ông kia chẳng hạn rồi. Ông nghe là hoặc đấy. Ui giời ơi. Nhìn hơi bị đẹp. Vừa luôn quá. Vừa luôn. Vừa nhá. Đây là cơm lê Phú Hưng nổi tiếng nhau nhá. Đấy, mà đây là Thiện Nguyện Xanh họ gửi tặng ông, biếu ông để ông mặc Tết cho đẹp. Đấy, đấy ông cài đi. Có quy nhỉ? Có quy luôn, quần đây. Ôi, ôi. Không, mặc ông, cả bộ ông mặc cả quần đó. Rồi, ông mặc quy cho cháu. Đây. Thục Lê xin chào các bạn. Hôm đây. Thục Lê có đang đi làm hiện cùng với dân này đây thỉnh dần. Mặc cả quần nữa. Vâng, chẳng. Ông mặc cả quần đấy bạn cũng được. Ông vào đây. Già, may mắt trở một mình. Đây, ông mặc vào đi. Khổ. Tết đến nơi rồi, Thục Lê của nhà gọi là lòng thành một ý chứ. Nói lành cùng nói rất. Ông ở đây có một mình đấy Lê. Có một mình đấy à? Vừa luôn nhá. Không ngờ mà lại vừa đến đây đấy. Vừa đẹp quá ông ạ. Này, mới lấy ra chọn giỏi không? Gạo này, rồi tiền này, rồi ông ăn Tết cho được ngon miệng này. Trời ơi, nhà cứ rột hết rồi ông ạ. Cái đó là che bằng bạt đấy. Rất khổ chứ không phải không đâu. Cái kia là che bằng bạt đấy nhỉ? Làm gì có phê đâu. Bằng bạt đây này, bạc, đây bạc, lại bạc, lâm đây cho mọi người xem này. Mái nhà đã thủng hết rồi. Đó, ui thì này. Nhìn này. Đây này. Ngày xưa thì đó. Đấy bằng bạc không có phê được cái gì. Hai cái gì? Quả chuối luôn à. Ông ơi, ông mặc cơm lê đẹp lắm không ạ? Ừ. Ông mang đi quá đi cơ. Sao không bảo ơi, cháu dâu ông mượn người ấy che sao? Lại cho ông. Rồi, nhìn này cái chỗ ông này, xem này. Trời này, như đây thì ngủ nào này. Ồ. Ôi giời ơi, thế này nó khá mà ngủ sao được mà gió lạnh như thế này. Này, trên nóc này, cha đó. Đây là chăn hôm Thiện Nguyện Xanh cho đây này. Ừ. Đấy, không thì có mỗi cái chăn đó chứ mấy. Ừ. Đó, còn cái chăn ấy thì Nguyện Xanh. Gối thế này thầy. Hà gối nhà mình cũng bao nhiêu vỏ gối chứ biết mình đem vào cái gối. Áo len cũng nhiều chứ. Ông có biết đánh đàn không ông? Không. À, không biết đánh đàn này, còn có hai cái đàn guitar này. Đánh thì đánh buồn rồi. Đúng rồi. Chủ yếu là đàn lát. Bà đâu rồi ông ơi? Ông vợ không, à, không có vợ con côn nữa, một mình đó hả? Vâng. Vâng. Với cháu dâu. Dạ. À. Đó, ông đan năm đan nia đây này. À, đấy, mua mà chưa? Cũng đan được đấy. Mua đan giỏi chưa? Đó, ông đang ngồi ông đan rổ, đan năm đan nia đây. Với cháu nhưng mà cháu cha em chết rồi. Dạ. À, cháu trai chết rồi nên còn mỗi mình cái chị ấy cháu dâu thế thôi. Dạ. Cháu trai của ông là chết rồi. À, còn cháu dâu cháu dâu này, cháu dâu cũng có con, không có vợ mà. Thế là bây giờ là tí là chị ấy về nấu cơm cho ông ăn. Chị đi làm à? Chưa có cháu chưa ông ơi, anh con trai của ông là có cháu chưa? Có rồi, có một đứa con trai rồi. À, chứ chị nó cũng không đi lấy chồng nữa hả? Không. À, đấy, khổ
cháu giàu ấy nó có 4 đứa rồi. Dạ. Hai đứa con gái, hai đứa con trai. Vâng ạ. Hai đứa con gái đứa chồng cả rồi. Vâng ạ. Thì hai đứa con trai đứa. Đấy, bộ cơm lê Tết ông mặc là đẹp lắm không ạ? Vâng. Ông ba vừa. Cảm ơn câu lạc bộ Thiện Nguyện Danh nhá. Vâng, cảm ơn. Ông cứ phải mặc đi ông nhá. Ông vâng. Đừng để dành nhá. Vâng. Vâng. Còn cái gạo kia là bạn cháu ở thành phố gửi cho đấy. Vâng. Đấy gạo hôm vì cháu vào cháu quay thì bạn ấy thấy mới bảo là gửi lên đây 4 mì gạo là con về nhá. Ông ăn uống rồi chúc ông năm mới là mạnh khỏe thêm một tuổi. Dù mắt kiếm không thấy đường đi nhưng mà cũng cố mà sống cho con cháu nó được nhờ ông nhá. Cháu xin chào ông để các cháu còn đi mấy nhà nữa nhá. Ơi, chúc ông mạnh khỏe nhá. Ông mặc ôi giời ơi, ông mặc cái bộ đẹp quá nhỉ. Chưa họ chưa ổn mà bắt đầu là bị phát bị điện điện không có tiền chữa. Rồi đấy, bây giờ đấy, không có tiền chữa còn là bệnh liệt luôn. Có biết em, chị biết không? Có biết em không? Biết. Được không anh? Không còn ăn nào. Cửa nhà kiểu. 5 7 biết em không? 8 bắt tay đi, bắt tay dần đi. Bắt tay dần đi nào. Bắt tay em nào. Đây. Đấy. Cái tay cứng hết lại rồi này. Cứng hết còn cái tay cứ lấy ra được mô. À. Chết nữa người. Tiếp to béo lắm ạ. Bạn em là ở dưới thành phố gửi tặng cho chị Yến gạo, lấy ra cái quần áo, gửi cái quần áo nhưng mà không có cái đâu chị mặc được. Ôi, ừ. Thì là sao thì đó đã. Nên là ừ, em vừa đưa cho ba nhà trong kia rồi. Làm sao được. Các em các chị thì nói chung quý lắm thì cũng đã đến chơi thăm nên cảm ơn thì không biết làm sao rồi. Rồi đây bạn này, bạn đây bạn em cũng cũng nói chung cũng cùng một tí gọi là đây gọi là tay đi, bắt tay lấy đây, bắt tay rồi chị nhá, chị ăn Tết nhá, chị năm đi là sinh năm mấy anh ơi? 69 thoát vị đĩa đệm mà gì à anh? Không, cái này là tai biến. Tai biến. Tai biến là không nào? Đá thoát vị đĩa đệm luôn. À, bắt tay kìa, bắt tay. Em cảm ơn chị. Biết chứ, nhưng mà không ngồi được chứ. Biết chứ. Chị đây là bị mấy năm rồi? Năm hai vợ chồng là làm nghề thợ xây. Năm này. Mà coi như là tự tay là làm cái nhà đây này. Tự tay làm đấy. Mà chưa hoàn thành. Nhà nước anh được mấy cháu em? Có một cháu. Có một đứa gái. Một đứa gái thôi à? Đang làm quán trên đây. Cháu. Một nhà không chủ nhà 5761. Thần đến, có người đến là đưa đó mà. Chị ơi, thôi cái số phận mình rồi chị ạ. Tiếp theo là quay số cho dạy ba. Dạy ba được tính năm giờ. To béo khỏe lắm. To béo khỏe lắm chứ. 07 như thì trời có nóng thì đấy là con đi Hà Nội làm rồi. Trước phải đến 6-7 cân, to hơn bố. To hơn. Nhưng bây giờ là coi như là anh là cứ phải đi làm 1-2 tiếng để phải chạy về. Đúng rồi, nhớ ông mày nhà con mình đến chỗ tổ nghiệp chứ. Cái đi này lấy cô giật. Cắn lưỡi. À. Đi là anh bảo là chở biến là đầu, biến là cái đầu, đầu não. Cắn lưỡi để chết hả? Cắn lưỡi không phải lên co giật. À, cắn lưỡi. Cắn đầu lưỡi. Chảy máu mồm nữa hay kể cháu máu mồm. Tay còn không gỡ được. Không gỡ được. Thì cái cắn là không gỡ được rồi. Em về nhá. Em về nhá.
về đây. Về. Thôi chị nghỉ nhá. Về nhá. Bắt tay đi, bắt tay bây giờ. Bắt tay rồi lại cảm động, cảm động. Bắt tay nữa đi. Ờ tôi bắt tay nữa nha. Chị ăn xuống cho đi xuống xuống nha. Ăn nhiều vô cho khỏe nha. Thôi, và bây giờ chị nghỉ đi nha. Em về nhá. Chào, chào.